Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách móc một cái quai túi xách có dạng như vậy nha. Mọi người theo dõi nha. Tiên ở đây mình sử dụng sợi dệt. Mình sử dụng kim móc 2.5mm. Mình sẽ lên một nút thắt nha. Sau đó mình sẽ móc lên hai bến. Ở đây thì mình sẽ chú ý là mình sẽ lấy cái đưa kim qua cái mũi đầu tiên á. Mình lấy len. Sẽ có hai vòng và mình lấy một mũi lên qua nữa. Mình xoay qua bên trái, xoay qua bên phải. Rồi mình sẽ lấy đưa kim móc vào cái khoảng dòng cán bên trên á. Từ từ, chú ý nha mọi người. Ở chỗ này nó sẽ có hai cái vòng dây, mình sẽ đưa kim qua hai cái vòng dây này nha. Mình lấy len lên. Tiếp tục mình cứ xoay qua phải như vậy. Mình sẽ đưa kim móc qua hai cái vòng dây như thế này. Lấy len. Trên kim có hai vòng dây. Lấy len qua. Đó, mình sẽ được một hình dạng như thế này nè. Tương tự như vậy, mọi người sẽ cứ tiếp tục móc liên tục như vậy thì mình sẽ có được một cái hình dạng dài. Nếu mà mọi người muốn thì mình sử dụng dây chập đôi lại cho nó cái quai sách của mình nó được chắc chắn và dày dạn hơn nha. Ở đây mình làm mẫu thì mình sử dụng một sợi thôi, sợi dệt một cọng thì nó sẽ dễ hơn. Đây là sau khi mình móc xong một đoạn. Để kết hàng thì mọi người có thể lấy len qua vị trí này. Mình kéo ra và kéo chặt lại. Thì mình đã được một đoạn dây làm quai sách nha. Này, một mẫu mới. Thì cảm ơn mọi người đã cùng xem video hướng dẫn làm dây quai sách cho túi sách nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.